Chiều ngày 18 tháng 9, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên cùng các sở ngành của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả mưa bão tại huyện Định Hóa. Tham dự cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Đoàn đã đi kiểm tra một số điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại xã Trung Lương, Phượng Tiến, thăm hỏi, động viên một số gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3. Trước những thiệt hại của mưa bão, huyện Định Hóa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động sức dân theo phương châm 4 tại chỗ, kết hợp với các nguồn lực để khắc phục hậu quả. Huyện đã hỗ trợ di dời các hộ dân có nguy cơ không đảm bảo an toàn, ưu tiên hỗ trợ gạo, thuốc chữa bệnh, tiếp tục tiếp nhận lương thực, nhu yếu phẩm từ cộng đồng để cung ứng, đảm bảo cuộc sống các hộ phải di dời và hộ khó khăn về nhu yếu phẩm. Đồng thời, huy động máy móc, thiết bị để xử lý các tuyến đường giao thông bị chia cắt, hỗ trợ khắc phục các điểm trường bị ảnh hưởng. Từng bước huy động các nguồn lực để xử lý, khắc phục các công trình thủy lợi, nước sạch, vệ sinh môi trường, công trình hạ tầng bị thiệt hại. Ủy ban dân huyện cũng đề xuất với Ủy ban dân tỉnh cần quan tâm hỗ trợ nguồn lực huyện Định Hóa để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Định Hóa báo cáo, đề xuất và ý kiến đại diện của các sở ngành, đề nghị huyện Định Hóa tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng phương án khắc phục thiệt hại mưa bão, đặc biệt là đề xuất di dời các hộ có nguy cơ bị sạt lở, nhanh chóng khắc phục những điểm sạt lở về giao thông, phối hợp đảm bảo thông suốt các tuyến đường quốc lộ 3C và đường Hồ Chí Minh. Sau khi nghe báo cáo, đề xuất, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huyện Định Hóa nhanh chóng xây dựng phương án, khẩn trương sửa chữa các điểm giao thông bị hư hỏng trước ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đối với 17 hộ phải di dời nhà ở, 5 hộ bị sập nhà, các cấp ngành liên quan hoàn thành hỗ trợ xây dựng trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Đồng chí giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành hướng dẫn các địa phương về quy trình thực hiện dự án đối với công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai.